chính là Phật giáo. Đề tài đó nó tạo cho chú những cái cảm hứng và những cái niềm mà an lạc, hết sức là thành khẩn trong khi sáng tác, vẽ rất nhiều về cái đề tài này. Vẽ là không có theo đơn đặt hàng, theo cái cảm xúc, cái sự kiện đó, cái tinh thần của sự kiện đó. Ví dụ như bức tranh Đạt Ma ở đây nè, tranh Đức Phật nè, là những bức tranh đã triển lãm tại Vesak chùa Tam Chúc. Cái bức này đặc biệt là có người đã trả 4.000 rồi mà chú không thích, chú không bán. Mặc dù lúc đó thì chú cũng thiếu tiền đó. Có thể là tặng không, cũng mà cũng có thể là bán rất là mắc, và cũng có thể bán rất là rẻ. Dù nó là 1 đồng hay là 5.000 đô hay là 10.000 đô, 20.000 đô, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái tác phẩm đó nó có gửi gắm, nó có chuyển tải được cái tư tưởng, cái tâm hồn, cái ước mơ, cái khát vọng của một cá nhân đối với cuộc sống.